quý vị, nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, các đêm trình diễn thời trang đã thu hút sự quan tâm của khán giả, qua đó quảng bá hình ảnh áo dài của Việt Nam đến bạn bè thế giới. Thông tin này cũng sẽ mở đầu cho cụm tin giải trí hôm nay. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 đang được nối tiếp với nhiều hoạt động thời trang và giao lưu hấp dẫn tại Đà Nẵng. Khán giả không chỉ được thưởng thức những bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế nổi tiếng Việt Nam mà còn có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng các khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Vào lúc 19 giờ tối nay, đêm thời trang và giao lưu thứ 3 sẽ có phần gặp gỡ với Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa hậu nhân ái thế giới 2017 Đỗ Mỹ Linh. Quý vị nhớ theo dõi nha! Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm vừa kỷ niệm 40 năm ca hát với live show Tâm đầy cảm xúc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Bằng chất giọng nam cao, nghệ sĩ đã tái hiện chặng đường làm nghề với những tác phẩm bất hủ và dòng nhạc opera đỉnh cao. Đặc biệt, các nghệ sĩ không sử dụng micro mà chinh phục khán giả bằng giọng hát đầy nội lực. Live show khép lại ấn tượng, đánh dấu cống hiến của nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm đối với âm nhạc nước nhà. Nhóm nhạc Đà Lạt vừa khuấy động sân khấu với các bản hit đầy tình cảm trong đêm nhạc tại sân vận động Hàng Đẩy, Hà Nội. Các fan càng thêm cuồng nhiệt với sự xuất hiện của ca sĩ Bảo Thy cùng những ca khúc sôi động và vũ điệu bốc lửa. Đây là đêm nhạc miễn phí để các nghệ sĩ tiếp cận khán giả, cũng là món quà đặc biệt dịp cuối tuần dành tặng khán giả Hà Nội. 21 gương mặt xuất sắc vừa cùng hội tụ trong đêm tranh tài chung kết Miss Photo 2017 tại The Adora Grand View, thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh mang đến màn trình diễn thanh thoát nhưng không kém phần năng động, kết hợp cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, toát lên ý tưởng từ vẻ đẹp hoa sen của đạo diễn Hồ Hoài Anh. Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp hiện đại và tìm kiếm gương mặt hoa khôi phụ nữ Việt Nam 2017.